Jenny xin đầu tiên quý bà. Kính thưa quý đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các đồng chí, xin tự giới thiệu, tôi là Lê Thị Tuyết, đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, trực thuộc Đảng bộ huyện Phụng Hiệp. Lời đầu tiên, xin thay mặt toàn thể đảng viên và nhân dân huyện Phụng Hiệp gửi tới toàn thể các đồng chí lời chào, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin chúc cho hội thi thành công, tốt đẹp và phần dự thi của tôi xin được phép bắt đầu. Thưa các đồng chí, từ người thanh niên băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời, đến khi bén duyên với Đảng và trở thành người chiến sĩ cộng sản dành trọn trái tim mình cho Đảng kính yêu, người đảng viên, nhà thơ Tố Hữu từng trải lòng: Đảng dạy tôi biết ngẩng đầu đứng dậy, vững hai chân đứng thẳng lặng người. Vâng, từ khi ra đời cho đến nay, Đảng luôn là ánh sáng diệu kỳ, là một sống rạng rào đối với hàng triệu trái tim con người Việt Nam. Giữa lúc đất trời đang ngập tràn hương sắc mùa xuân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng ta khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều cơ hội và thử thách đan xen, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng ta diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12, đề ra phương hướng phát triển đất nước nhiệm kỳ 13 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2045. Đại hội kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa 13. So với kỳ đại hội trước, Đại hội 13 của Đảng ta có nhiều điểm mới nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước. Với tư cách là đảng viên đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, tôi xin báo cáo những điểm mới trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng ta về giáo dục và đào tạo. Bài báo cáo gồm 3 phần. Phần 1, những điểm mới của Đại hội 13. Phần 2, những điểm mới trong văn kiện Đại hội 13 về giáo dục và đào tạo. Và phần 3 là cơ sở lý luận và thực tiễn. Trong đó, tôi xin nhấn mạnh nội dung phần thứ 2, một số điểm mới trong văn kiện Đại hội 13 về giáo dục và đào tạo. Thưa các đồng chí, đúc kết lý luận và thực tiễn, Đại hội 13 của Đảng ta đã nêu lên chủ đề tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên tinh thần ấy, Đại hội 13 có 6 điểm mới, 3 cơ đột phá chiến lược. Một trong những nội dung trực tiếp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước, đó chính là giáo dục và đào tạo. Thưa các đồng chí, sinh thời Hồ Chí Minh từng viết: ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ dựng hiền, hiền dựng phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Những phần thơ của Bác ẩn chứa một tư tưởng triết lý giáo dục thấm đượm tinh thần nhân văn. Người từng dạy, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Đảng ta
luôn quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp chồng người, xem đó là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Nhìn lại 35 năm đổi mới, 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12, giáo dục và đào tạo của Việt Nam gặt hái được nhiều thành tựu. Đúng như lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo cũng tồn tại không ít những hạn chế, đặc biệt chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế, Đại hội 13 của Đảng ta đã đưa ra những chủ trương như sau. Điểm mới thứ nhất về đề mục. Trên màn hình là những quy chứng mà thời đại chúng ta đang sống. Robotics, công nghệ nano, vạn vật kết nối, kỹ thuật in 3D. Thực tế cho thấy, để vận hành và phát triển đất nước, đòi hỏi lực lượng lao động có trình độ cao. Nắm bắt thực tiễn, phát hiện đại hội 13 của Đảng ta đã thay đổi đề mục cụ thể như sau. Tại mục 5 trong báo cáo chính trị có nêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người. Như vậy, so với đại hội 12, đề mục trong văn kiện đại hội 13 có hai điểm mới. Thứ nhất, thay cụm từ phát triển nguồn nhân lực bằng cụm từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thứ hai, thêm cụm từ phát triển con người. Thưa các đồng chí, như chúng ta đã biết, nguồn nhân lực chất lượng cao là lực lượng có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia, bởi đó là lực lượng có khả năng tạo nên những thành tựu khoa học, chiếm lĩnh thành tựu khoa học một cách có hiệu quả nhất. Họ là những người có năng lực nghề nghiệp và có tư duy tự khởi nghiệp. Vì thế, cần có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Và để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Việt Nam, Đảng ta quan tâm đến chiến lược phát triển con người. Bởi theo các bác, con người chính là yếu tố số 1 của lực lượng sản xuất. Thân nhân chung thì cho rằng hiện tại là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh. Và chiến lược phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn tới chính là đào tạo nên những công dân toàn cầu, những con người Việt Nam phát triển toàn diện, mang trong mình đầy đủ những tố chất đức, trí, thể, mỹ. Và thực tế đã chứng minh, có thể một quốc gia không được thiên nhiên ưu đãi, nhưng có chiến lược phát triển đúng đắn về con người thì quốc gia ấy vẫn có thể trở thành hùng cường, và Nhật Bản là một trong những minh chứng. Như vậy, sự thay đổi đề mục trong văn kiện đại hội 13 chứng tỏ Đảng ta luôn quan tâm đến chiến lược phát triển con người Việt Nam. Thưa các đồng chí, như chúng ta đã biết, quốc gia của chúng ta đang còn non trẻ, còn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Đứng trước thực trạng ấy, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã đưa ra nhiều chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà. Đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao các bản toàn diện giáo dục và đào tạo, ưu tiên giáo dục đạo đức, truyền thống văn hóa cho học sinh, quan tâm đến phong trào khởi nghiệp, thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hy vọng những giải pháp ấy sẽ tạo được nguồn nhân lực đủ trình độ để phát triển tỉnh nhà. Điểm mới thứ hai, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo. Thưa các đồng chí, có ý kiến cho rằng muốn biết được tương lai của dân tộc đó ra sao, hãy nhìn vào hiện tại xem dân tộc đó đang làm giáo dục thế nào. Đúng vậy, nhận thức được vai trò của giáo dục và đào tạo, Đảng ta luôn đưa ra những sách lược phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Trên màn hình là món quà vĩ đại mà ngành giáo dục dâng tặng Đảng, nhà nước ta trong những ngày Việt Nam căng mình chiến đấu với đại dịch Covid-19. Đó là kết quả huy hoàng của cuộc thi Olympic quốc tế năm 2021.
với 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đoàn học sinh Việt Nam được xếp thứ 7 trên hành trình chinh phục đỉnh cao trí thức thế giới. Kết quả trên tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn của Đảng ta về giáo dục và đào tạo. Thưa các đồng chí, nếu như từ Đại hội 7 đến Đại hội 12, Đảng ta xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, thì văn kiện Đại hội 13 của Đảng ta xác định xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt. Văn kiện Đại hội còn xác định mục tiêu của giáo dục giai đoạn tới là chú trọng giáo dục phẩm chất, năng lực sáng tạo và giá trị cốt lõi, nhất là tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thưa các đồng chí, nhưng chúng ta đã biết khoa học công nghệ là lĩnh vực giúp mỗi quốc gia cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Cách đây 58 năm, vào năm 1963, Hồ Chí Minh từng căn dặn các nhà khoa học: các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi vào trong đời sống nhân dân, giúp nhân dân thi đua sản xuất nhanh, nhiều, tốt và rẻ. Trên màn hình là thành tựu khoa học vĩ đại của thế giới năm 2020, đứng trước đại dịch Covid hoành hành. Hai loại vaccine của Mỹ hợp tác với Đức trở thành vaccine đầu tiên trên thế giới phát triển dựa trên công nghệ mới mRNA thông tin. Việt Nam gần đây cũng tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào trong các lĩnh vực của đời sống, tiêu biểu là trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Những kết quả nêu trên là minh chứng cho thấy sức mạnh của khoa học công nghệ trong quá trình phát triển đất nước. Thưa các đồng chí, để phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, ngành giáo dục đã và đang đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Nếu như chương trình giáo dục hiện hành có mục tiêu chủ yếu là trang bị tri thức cho người học, thì chương trình giáo dục 2018 chuyển sang hình thành những phẩm chất và năng lực cho học sinh. Bởi theo Hồ Chí Minh, giáo dục là cốt phải dạy cho học trò biết yêu nước, thương tài, phải dạy cho họ có ý chí tự lập, tự cường, quyết không chịu thua kém ai. Trên màn hình là bức tranh toàn cảnh mục tiêu chương trình giáo dục 2018: yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm. Và chăm chỉ chính là năng phẩm chất cần được hình thành cho học sinh trong chương trình mới. Nhìn những phẩm chất ấy để soi rõ với việc làm của con người Việt Nam mỗi khi có thiên tai địch họa, lòng ta không tránh khỏi những cảm xúc nghẹn ngào. Nhìn những đoàn xe ra Bắc vào Nam khi hai miền có dịch bệnh, là đoàn người ấp nập hướng về cội nguồn miền Trung khi nơi ấy gặp thiên tai, là nghĩa tình của người dân được gửi vào mớ rau, con cá, chia sẻ với đồng bào trong đại dịch, là lá cờ Việt Nam tung bay trên đấu trường khu vực, là khúc hát tiến quân ca được cất lên từ triệu triệu trái tim con người Việt Nam. Vâng, đó là tình yêu tổ quốc, và chỉ khi nào chúng ta biết yêu, biết tự hào, thì khi ấy mới có thể đánh thức được khát vọng xây dựng non sông gấm vóc. Và vì Đại hội 13 của Đảng ta xác định vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo trong tình hình mới quả thật là đúng đắn, là sáng suốt. Thấm gần quan điểm đổi mới của Đảng ta, ngành giáo dục Hậu Giang và huyện Phụng Hiệp đã và đang có những khởi sắc. Trong những năm gần đây, ngành giáo dục tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, tích cực đổi mới hình thức và phương pháp dạy học cho phù hợp với thực tiễn và phát huy năng lực của học sinh. Đặc biệt, năm 2020, huyện Phụng Hiệp của chúng tôi đã vươn tầm quốc gia nhờ hai sản phẩm sáng tạo thanh thiếu niên đi đầu của học sinh trường Trung học Phổ thông Tây Dương và Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh. Và trong thời gian gần đây, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, với phương châm ngừng đến trường nhưng không ngừng học,
ngành giáo dục Hậu Giang đã chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến. Và trên màn hình là những minh chứng cho hoạt động ấy của thầy và trò trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh. Điểm mới thứ ba, nhấn mạnh giáo dục và đào tạo phải thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Nếu như trước đây Đảng ta đề cập chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài, đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế, thì văn kiện Đại hội 13 xác định đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành, chú trọng đội ngũ nhân lực số, nhân lực quản trị công nghệ. Thưa các đồng chí, vậy nguyên nhân nào mà Đảng ta lại nhấn mạnh yêu cầu trên? Theo tôi nghĩ là xuất phát từ thực tế. Nhưng chúng ta đã biết, Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế. Thế giới thì đang sống trong thời kỳ phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công dân Sofia thì thách thức, tôi sẽ hủy diệt ba người. Đứng trước thực trạng ấy, cần có những công dân toàn cầu, cần có nguồn lao động chất lượng cao. Chính vì thế, tuy nhiên, theo khảo sát gần nhất của Tổ chức Ngân hàng Thế giới vào năm 2019, thì chất lượng nguồn lao động của Việt Nam chỉ được xếp thứ 11 trên 12 quốc gia được khảo sát tại châu Á. Còn số trên là một thực trạng cần chăn trở về chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. Chính vì thế, rất cần những giải pháp mang tính đột phá trong ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nước nhà. Chiến lược của Đảng ta chứng tỏ Đảng luôn đúc kết thực tiễn để đưa ra những chủ trương kịp thời phù hợp với thời đại. Như chúng ta đã biết, Hậu Giang của chúng ta đã và đang thực hiện đề án chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Để thực hiện thành công, tỉnh nhà rất cần đội ngũ nhân lực số, nhân lực quản trị công nghệ và ngành giáo dục là lĩnh vực đào tạo nên những con người ấy. Điểm mới thứ tư, tiếp tục cụ thể hóa yêu cầu hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Trên màn hình là sơ đồ cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Ta như chóng ngợp trước những môi trường được đầu tư khang trang trên đất Việt, nhưng lại có chút bùi ngùi vì những điểm trường ta còn phải đối diện với bao khó khăn thiếu thốn, và thực trạng ấy chưa tạo được môi trường giáo dục công bằng cho học sinh. Xuất phát từ thực tế, văn kiện Đại hội 13 của Đảng ta đã chủ trương sắp xếp lại hệ thống trường học, phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập, ngoài công lập, giữa các vùng miền, ưu tiên các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Như vậy, đồng bộ hóa hệ thống giáo dục quốc dân chính là cơ hội để rút ngắn khoảng cách giữa các vùng kinh tế, xây dựng được một môi trường học tập công bằng để tất cả đều được thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến nhất, xây dựng được một xã hội học tập suốt đời. Thưa các đồng chí, để thực hiện chủ trương của Đảng ta, trong văn kiện Đại hội lần thứ 14 ở tỉnh Hậu Giang có nêu tiếp tục thực hiện đề án trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia phải đạt 85% trên tổng số trường, đẩy mạnh hình thức xã hội hóa giáo dục, thu hút vốn đầu tư, xây dựng các trường dạy nghề chất lượng cao, đổi mới trang thiết bị dạy học, khuyến khích thành lập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và tăng cường tự chủ trong giáo dục và đào tạo. Và trên màn hình là những minh chứng cho hoạt động xã hội hóa giáo dục của tỉnh Hậu Giang. Đó là phong trào tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo khó khăn trong năm học mới, là phong trào sóng và máy tính cho em trong mùa đại dịch Covid-19. Điểm mới thứ năm, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát
phát triển giáo dục và đào tạo, đưa vào chương trình giáo dục nội dung kỹ năng số, chú trọng kỹ năng nhận thức và hành vi cho học sinh, đào tạo con người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm với công dân và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế. Nhận thức được vai trò của kỹ năng sống và năng lực ngoại ngữ, ngành giáo dục Hậu Giang đã và đang có những bước chuyển mình. Trong những năm gần đây, ngành giáo dục tích cực rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua những giờ học ngoại khóa. Và đặc biệt, năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cho học sinh phổ thông. Đây là sân chơi vô cùng bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Anh cho học sinh tỉnh nhà. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại điểm cầu trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Thanh, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang căn dặn phải quan tâm đến giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, bồi dưỡng, nâng cao đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh cũng như là công tác quản lý. Lời căn dặn ấy như một ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho ngành giáo dục và giúp những người như tôi thấm thía được sứ mệnh của mình trong quá trình công tác. Điểm mới thứ 6, xây dựng và hoàn thiện hệ thống giáo dục Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Điểm mới thứ 7, tiếp tục thực hiện các khâu các yếu tố của quá trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Và cuối cùng là đặt ra mục tiêu Việt Nam tham gia thị trường đào tạo nhân lực quốc tế, phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Thưa các đồng chí, người thường nói giáo dục là quốc sách, dân trí cao, đất nước mới mạnh giàu. Tám điểm mới nêu trên có nhiều ý nghĩa thực tiễn và lý luận. Trước hết, khẳng định sự kế thừa và nhất quán trong quan điểm của Đảng ta về giáo dục và đào tạo, thể hiện sự nhanh nhạy, sức mạnh và trí tuệ của Đảng ta trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Tám điểm mới tiếp tục khẳng định hệ thống lý luận về con đường đi lên xây dựng xã hội ở nước ta, lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng vững chắc, lấy con người là trung tâm trên nền tảng sự phát triển giáo dục và đào tạo. Thưa các đồng chí, vẫn còn đó nhiều khó khăn vướng mắc, sẽ còn những dư luận trái chiều. Nhưng tôi tin rằng, với chủ trương đúng đắn của Đảng ta, với sức mạnh và trí tuệ của toàn dân tộc ta, Việt Nam nhất định sẽ làm cách mạng giáo dục thành công, sẽ tạo nên những công dân toàn cầu, những con người Việt Nam phát triển toàn diện, nguồn lao động có trình độ cao, có khả năng vươn tầm thế giới. Và để chủ trương đúng đắn của Đảng đi vào cuộc sống và trở thành chương trình hành động mạnh mẽ trong toàn xã hội, mỗi đảng viên và là người chiến sĩ tiên phong, hãy nhận thức đúng đắn, hãy đổi mới tư duy, hãy làm việc tích cực, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và tổ quốc. Đúng như lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, ý đảng, hợp lòng dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí quyết tâm chính trị cao, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam. Phần báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Thank you.
hợp của thực tế, và cũng thí sinh cũng cho hội thi rõ hơn về bức tranh giáo dục đầu hậu giang cũng như là của thầy của thí sinh. Thì ban giám khảo cũng có một cái câu hỏi cho thí sinh là đồng chí hãy cho biết vì sao đảng ta coi giáo dục đào tạo là cuộc sách hàng đầu, là giáo viên bản thân mình chỉ đã thực hiện quan điểm trên như thế nào. Thí sinh có nghe rõ không? Xin cảm ơn. Kính thưa các đồng chí, như chúng ta đã biết, từ xưa đến nay, Đảng ta luôn xác định giáo dục và là quốc sách hàng đầu, và trong Đại hội 12 còn bổ sung thêm nữa cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt. Bởi vì giáo dục chính là lĩnh vực đào tạo nên con người, mà con người chính là trung tâm, chính là hạt giống để phát triển đất nước. Và trong bối cảnh hiện nay thì giáo dục chính là đào tạo nên những con người toàn diện, phát triển đầy đủ những tố chất, đạo đức, trí tuệ, sức khỏe và cả con người biết yêu cái đẹp để sống cho đẹp hơn. Và chính vì thế cho nên Đảng ta luôn xem giáo dục chính là cái quốc sách, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư thông minh. Cái thứ hai là giáo viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì bản thân tôi luôn thấm thía về cái sứ mệnh của mình là một cái người mà đào tạo và thực hiện cái chủ trương của Đảng, chính là đào tạo nên những con người mới, những con người mà có khả năng vươn ra quốc tế, và những con người mà Việt Nam phát triển toàn diện nhất. Thì bản thân tôi luôn luôn có những cái suy nghĩ và những hành động như sau. Trước hết, luôn thấm thía, luôn quán triệt nhất quán chủ trương của Đảng ta về giáo dục và đào tạo. Cái thứ hai, luôn có kế hoạch bồi dưỡng, từ bồi dưỡng để nâng cao chất lượng, năng lực, khả năng nghề nghiệp của bản thân. Và đặc biệt trong tình hình mới, khi mà đất nước của chúng ta đang phải đối diện với đại dịch Covid-19, tình hình giáo dục càng trở nên khó khăn hơn, thì bản thân tôi thì luôn luôn có những cái thời gian để chiêm nghiệm và đưa ra những kế hoạch để làm sao đổi mới được cái hình thức cũng như là phương pháp dạy học nhằm phù hợp với thực tiễn và giúp học sinh phát triển hơn, phát triển được những cái năng lực của mình.